Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, là từ ngày 11 cho tới ngày 15 của tháng 3. Các thông tin sẽ được đề cập. Đầu tiên là các diện ép chờ đợi mỏi mòn đợt phát thư hẹn phỏng vấn dành cho tháng 4. Thông tin thứ hai là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh R2A và diện cao một hôn phu hôn thê để nhiều cô chú thuận tiện theo dõi. Và thông tin thứ ba là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng xem. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin di trú đầu tiên là các hồ sơ thuộc diện ép chờ đợi mỗi mòn đợt phát thư hẹn phỏng vấn của tháng 4. Hiện tại thì đã tới giữa tháng 3 rồi, nhưng mà lãnh sự quán vẫn chưa có đợt phát thư hẹn phỏng vấn nào mới dành cho tháng 4 này cho các diện ép. Có rất nhiều hồ sơ đã chờ đợi mỏi mòn trong suốt những ngày qua, nhưng hiện nay vẫn chưa có đợt phát thư hẹn nào mới. Như vậy thì có khả năng là lãnh sự quán sẽ không có thêm đợt phát thư hẹn phỏng vấn nào trong tháng này nữa, bởi vì hiện tại thì sẽ không kịp để cho các hồ sơ chuẩn bị sắp xếp hồ sơ giấy tờ, cũng như là đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa, thì không có kịp để có kết quả. Hiện tại thì cũng chưa biết kế hoạch của lãnh sự quán như thế nào, nhưng mà thấy là khá bất thường. Vì hiện nay số lượng hồ sơ còn tồn động chờ phỏng vấn rất nhiều mà họ lại bỏ qua một tháng không phỏng vấn như vậy. Thông tin này sẽ được Điệp tiếp tục theo dõi và cập nhật với cô chú và các anh chị nếu như có đợt phát thư hẹn nào mới hoặc là có tín hiệu nào khác từ lãnh sự quán. Thông tin về di trú thứ hai là cập nhật lịch đặt hẹn phỏng vấn lại, bổ sung giấy xanh R2A và diện cao một hôn phu hôn thê. Hiện nay trên hệ thống thì lãnh sự quán vẫn còn mở chỗ dành cho các ngày phỏng vấn lại vào tháng 3 và tháng 4. Cho nên nếu như cô chú và các anh chị cần đặt lịch hẹn thì chúng ta cũng dễ dàng lựa chọn cho mình một ngày hẹn phỏng vấn mới. Đây là lịch hẹn dành cho các hồ sơ từng bỏ lỡ ngày hẹn phỏng vấn chính thức hoặc là không đem đầy đủ giấy tờ vào ngày hẹn phỏng vấn. Cho nên thì lãnh sự quán họ tạo điều kiện cho chúng ta đặt lại ngày hẹn phỏng vấn mới. Ở bản lịch phỏng vấn có diện K1 hôn phu hôn thê, thì hiện nay trên hệ thống của lãnh sự quán đã đóng lại hệ thống đặt hẹn của K1. Trên hệ thống hiện nay thì các hồ sơ không còn thấy cuộc hẹn nào trống nữa. Ở lịch bổ sung giấy xanh R2A, trên hệ thống hiện nay vẫn còn chỗ dành cho của hai tuần cuối của tháng 3 để các hồ sơ đặt lịch hẹn với lãnh sự quán. Đây là lịch dành cho các hồ sơ đa số là theo diện vợ chồng vào gặp lãnh sự quán để bổ sung thêm bằng chứng mối quan hệ sau ngày hẹn phỏng vấn chính thức, và lãnh sự quán họ chưa tin tưởng là mối quan hệ này là thật. Và thông thường thì lịch hẹn này chỉ dành vào buổi chiều. Hiện nay bên Điệp có hỗ trợ dịch vụ cho cô chú và các anh chị sau khi chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn, là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và cách sắp xếp hồ sơ giấy tờ theo đúng quy định của lãnh sự quán, và kiểm tra lại các hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần phải nộp lên hệ thống CAAC với trung tâm visa đã đầy đủ hay chưa, theo đúng như yêu cầu của lãnh sự quán. Và đặt lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa dành cho cô chú và các anh chị trước buổi hẹn phỏng vấn.
Nếu như cô chú và các anh chị cần dịch vụ hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với Điệp thông qua email này hoặc nhắn tin vào số Zalo này. Điệp sẽ hỗ trợ cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư như là visa diện du lịch, du học, thăm thân nhân và công tác. Theo Trung tâm Visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống các loại visa không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Theo cập nhật của Trung tâm Visa NVC tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, những B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 6 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên thì thời gian chờ là 4 ngày. Còn các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ là 3 ngày. Còn cập nhật tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh thì diện B1, B2 du lịch và công tác thăm thân nhân thì thời gian chờ là 8 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc trao đổi sinh viên thì thời gian chờ là 6 ngày. Và các loại visa không định cư khác thì thời gian chờ cũng là 6 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.